Nhận định bóng đá Hungary với Bồ Đào Nha. 23 giờ ngày 15 tháng 6, Hungary và Bồ Đào Nha đều hướng đến giành chiến thắng ở trận mở màn để suôn sẻ vượt qua vòng bảng, bởi phía trước họ là hai đội bóng lớn mang tên Pháp và Đức. Không được đánh giá cao ở bảng F, nhưng Hungary hứa hẹn gây khó dễ cho các đội bóng cùng bảng. Hai nhân tố quan trọng của Hungary đều nằm ở hàng thủ. Hungary thi đấu rất chặt chẽ và an toàn trước khi nghĩ đến việc ghi bàn. Vấn đề của Hungary nằm ở hàng công khi họ không có nhiều ngôi sao sáng giá nơi tuyến đầu. Và đây là bất lợi lớn đối với đội bóng xứ Hoa Hồng khi các đối thủ đều sở hữu hàng công khá mạnh. Tuy vậy, lực lượng của Hungary cũng không đến nỗi tệ khi có hai nhân tố sáng giá là Willian và thủ thành Peter Gulaksi. Tất cả đều thuộc biên chế Leipzig và giúp đội bóng này sở hữu hàng phòng ngự trắng lưới nhiều nhất Bundesliga mùa giải vừa rồi với 15 trận. Bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha là tập thể đồng đều ở mọi tuyến. Lực lượng hiện tại của Bồ Đào Nha hoàn toàn chất lượng hơn thời điểm họ vô địch Euro 2016 trên đất Pháp. Thầy trò Fernando Santos rõ ràng là thử thách khó nhằn dành cho Hungary. Bồ Đào Nha có con người tốt nhất ở mọi tuyến như Ruben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva hay Cristiano Ronaldo. Những con người đầy sao như vậy giúp Bồ Đào Nha được đánh giá rất cao ở Euro 2021. Theo thống kê đối đầu, Bồ Đào Nha và Hungary đã gặp nhau tổng cộng 13 lần. Trong đó, Bồ Đào Nha đều bất bại trước Hungary, ghi 30 bàn và thủng lưới 10 lần. Hungary và Bồ Đào Nha từng chung bảng đấu tại Euro 2016. Khi ấy, hai đội hòa nhau 3-3. Đây là trận đấu mà Bồ Đào Nha không thể thắng Hungary sau 7 lần chạm mặt gần nhất. Họ thắng 3-0 trên sân nhà và đánh bại Hungary 1-0 ở sân khách.